Thượng đỉnh. Từ đây trở lên gọi là thượng đỉnh nha, hai đầu lông mày này. Hai đầu lông mày ngôn ngữ nhân tướng nó gọi là ấn đường nha. Còn mình cứ nói hai đầu lông mày cũng được. Dưới hai đầu lông mày ở giữa mắt này. Các bạn kéo từ hai cái đầu mắt sang như đây này thì cái chỗ này này nó gọi là sơn căn, là chỗ thấp nhất của mũi, gọi là sơn căn. Sơn là núi, căn là gốc, căn bản á. Vậy là gốc của cái núi. Tức là cái mũi mình nó mọc từ đây, nó mọc ra này. Nên toàn bộ cái núi là cái mũi này này, nó từ cái thằng này mà ra. Nên thằng này nó vững chãi thì tốt, thằng này nó tẹt thì không tốt bằng. Mũi siêu tẹt là gì? Là nước mắt từ đây nó tự động nó chảy được sang bên đây, gọi là mũi tẹt. Dạ, đấy. Rồi. Sau đó nó đến niên thượng thọ thượng là cái sống mũi. Rồi nó đến cái chuẩn đầu là cái đầu mũi. Chuẩn đầu này càng to chừng nào thì càng phúc hậu chừng đấy. Ông già Noel là chuẩn đầu to như quả cà chua. Nên sau này các bạn muốn con của mình phúc hậu thì mỗi một lần nó ngang véo mũi nó một cái. Một ngày cứ véo 10 cái là cứ mũi nó cứ to dần ra. Đến năm 20 tuổi là nó thành ông già Noel và nó không bao giờ lấy được vợ nữa vì nó rất tốt bụng. Thì từ ấn đường trở lên này, từ hai đầu lông mày trở lên cho đến hết trán này nó gọi là thượng đình. Chứa não nên nó gọi là trí tuệ. Thượng đình là nó hướng lên trên, nghiêng về tính trời cho, tức là nghiêng về tính hưởng sái ba mẹ để lại. Giai đoạn này từ 15 đến 30 tuổi mình chưa quyết định được gì nhiều. Trong nhân tướng học 30 tuổi trở ra mới thực sự mình bước chân vào cuộc đời. Tại sao? Các bạn nghiệm đi có đúng không? Tại sao ông Khổng Tử ông nói câu tam thập nhi lập, 30 tuổi mới bắt đầu lập thân? Nói đúng ấy, tôi đúc kết tôi thấy cái đó cũng đúng. Hai mươi mấy tuổi mình chưa lập thân được đâu. Hai mươi mấy tuổi là mình lao vào cuộc đời để học hỏi kinh nghiệm. Và lâu lâu có người may mắn thành công, chứ hoàn toàn chưa lập thân được. Vẫn còn ngây thơ lắm. Lập gia đình năm hai mấy tuổi vẫn còn ngây thơ lắm. Lấy đại thôi à. Còn từ đây 30 tuổi trở ra mới gọi là nhân này. Lúc này mới gọi là mình được này. Nhân là mình này, là chính con người của mình này. Nằm đây này. Từ 30 trở ra. Đó, các bạn thấy không? Chính xác ở đây là 28 này. Video là đoạn trích trong lớp nhân tướng học ứng dụng chuyên sâu, chìa khóa giúp hiểu mình, thấu người, chọn đúng đối tác, người yêu, bạn đời của thầy Trần Phi Cuồng. Một video ngắn không thể hiện được hết giá trị. Nếu các bạn muốn tìm hiểu chi tiết thì nhấn vào nút gửi tin nhắn hoặc gõ quan tâm đến nhân tướng học dưới phần bình luận để biết thêm thông tin chi tiết về lớp học.